Ngày 28 tháng 3, Bộ Công an đã họp báo thông báo tình hình kết quả công tác quý 1 năm 2023 và thông tin làm rõ thêm về một số vụ án lớn mà dư luận đang rất quan tâm. Trả lời báo chí về vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và các bị can từ tháng 10 năm 2022. Trong tháng 3, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can trong đoàn thanh tra liên ngành thuộc đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước, trong đó có bị can Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước về tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhưng đã cùng các thành viên trong đoàn báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không giám sát, kiểm soát ngân hàng SCB kịp thời. Đối với vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng, cựu chủ tịch công ty cổ phần Đại Nam, Đại tá Trương Thọ Toàn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, vụ án này có nhiều hành vi diễn ra trong thời gian rất dài và trải dài trên nhiều địa bàn, nên công tác phát hiện xử lý đòi hỏi thời gian dài. Vụ việc diễn ra ở địa bàn nào thì địa bàn đó có trách nhiệm giải quyết. Quan điểm của lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra là xử lý rõ người rõ việc, đảm bảo các yếu tố về mặt pháp luật. Đến nay, lực lượng chức năng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, khởi tố và xử lý công bằng trước pháp luật nhiều cá nhân. Sáng ngày 29 tháng 3, liên quan tới vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc rất lớn vừa bị phát hiện tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, với sự tham gia của nhiều người chơi golf là các chủ doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra C02 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 21 bị can. Trong vụ án này, bước đầu Cơ quan Công an xác định, người bị cáo buộc cầm đầu là Trần Anh Linh, 47 tuổi, giám đốc công ty Trần Lê Gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, đêm ngày 20 tháng 3, lực lượng chức năng của Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện bắt giữ quả tang 22 người đang có hành vi đánh bạc. Trong số này có Lê Hùng Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam và Trần Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Golf Thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, trong đó có hơn 4,6 triệu điểm phỉnh, tương đương trên 4,6 tỷ đồng. Trước khi bị bắt giữ, ông Linh và một số cá nhân liên quan đến Vĩnh Phúc để tham dự một giải golf chưa được cấp phép do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức. Sáng ngày 29 tháng 3, lãnh đạo Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ nhóm đối tượng gồm Tăng Xỉu Phùng, 33 tuổi, Niềm Thùy Trang, 34 tuổi và Hỷ Hướng Sườn, 60 tuổi để điều tra về hành vi làm nhục người khác xảy ra trên đường Huỳnh Văn Lũy, thành phố Thủ Dầu Một. Theo điều tra ban đầu, Phùng là vợ của anh Ca, 32 tuổi, nhưng thường phát sinh mâu thuẫn nên đã sống ly thân. Sau đó anh Ca có quan hệ tình cảm với chị T. Vào ngày 27 tháng 3, Phùng cùng Trang, chị dâu và Sườn, mẹ ruột, cùng một số nam thanh niên khác đi trên một chiếc ô tô và ba chiếc xe máy, ép xe của chị T và anh Ca vào lề đường, khống chế nạn nhân xuống xe đánh đập, cắt tóc, lột quần áo chị T. Khi lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường, nhóm đối tượng bỏ trốn và cầm theo một chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max, một dây chuyền bạch kim và một vòng tay bằng vàng, tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Liên quan vụ clip bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy, ngày 28 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc. Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thảo Nguyên, sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình, Lê Văn Bậm, sinh năm 1979, ngụ quận 10, là chồng hờ của Nguyên, thừa nhận hành vi như nội dung đoạn clip đăng tải. Tuy nhiên, cả hai cho rằng hành vi trong đoạn clip là đùa giỡn chứ không có ý định hại bé T. Sinh năm 2020, con của Nguyên. Nguyên khai, bé T là con ruột của mình nên hoàn toàn không có cố ý làm tổn thương con. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ lời khai ban đầu của Nguyên và Bậm. Trước đó, ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo của ông T, sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình, trình báo vụ việc clip bé trai 3 tuổi bị ép sử dụng chất nghi ma túy. Ngày 29 tháng 3, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông qua đường dây nóng 0989 401 155 của thanh tra Sở Y tế đã tiếp nhận thông tin phản ánh phòng khám đa khoa Hoàng Cầu
địa chỉ số 80-82 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5 và phòng khám đa khoa Nam Việt, địa chỉ 202 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, có dấu hiệu vẽ bệnh, moi tiền người bệnh. Cụ thể, trường hợp là bệnh nhân nam, 20 tuổi, làm thủ thuật cắt bao quy đầu tại phòng khám đa khoa Hoàng Cầu với giá 7 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ thuật, lại bị vẽ thêm bệnh khác và yêu cầu đóng thêm 15 triệu đồng. Trường hợp khác, bệnh nhân đến phòng khám đa khoa Nam Việt, tư vấn phá thai không đau với giá 17 triệu đồng. Trong quá trình lại thu tiền 24 triệu đồng, thêm 7 triệu phí dịch vụ, nhưng không nói rõ với bệnh nhân dịch vụ gì, không có hồ sơ bệnh nhân, không có biên lai thu tiền. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cả hai trường hợp này thanh tra Sở Y tế đều phát hiện có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền người bệnh. Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm việc với đại diện hai phòng khám này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Được biết trước đây, cả hai phòng khám này đều từng vi phạm các quy định hành nghề và từng bị xử phạt ở mức tước chứng chỉ hành nghề và đình chỉ hoạt động có thời hạn. Sáng ngày 29 tháng 3, liên quan tới vụ hàng chục học sinh trường tiểu học Kim Giang ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện sau khi đi tham quan, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội đã có kết quả điều tra bước đầu về vụ việc này. Theo Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội, sáng ngày 28 tháng 3, trường tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi tham quan tại nông trại giáo dục cánh buồm xanh ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Các món ăn gồm cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô. Số thực phẩm trên được trường tiểu học Kim Giang ký hợp đồng với công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh ở tập thể công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội cung cấp. Sau khi tham quan tới khoảng 14 giờ cùng ngày, khi về đến trường, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, hai cháu có biểu hiện đi ngoài 2-3 lần. Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn dã ngoại, mẫu thức ăn học sinh ăn tại trường, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia để xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội cũng cử một tổ phối hợp phòng y tế, Trung tâm Y tế Gia Lâm lấy mẫu cần thiết tại nông trại giáo dục cánh buồm xanh. Trước sự việc trên, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội đề nghị bếp ăn tập thể trường tiểu học Kim Giang tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân. Lionel Messi đã ghi một hat-trick vào lưới Curaçao, giúp nhà vô địch World Cup giành chiến thắng đậm đà 7-0. Siêu sao 35 tuổi cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho tuyển quốc gia Argentina lên 102 bàn sau 174 trận. Với hai trận đấu cho đội tuyển, kể từ sau ngày đăng quang ngôi vô địch thế giới tại Qatar hồi cuối năm ngoái, Messi đã liên tục thiết lập những cột mốc đáng nhớ. Anh chạm cột mốc 800 bàn trong toàn bộ sự nghiệp với pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 trước Panama hôm thứ Năm tuần trước và giờ đã là 803 bàn. Messi cũng vượt qua cột mốc 100 bàn cho đội tuyển. Và với 102 bàn, anh chỉ còn kém Ali Daei, Iran 109 và kỷ lục gia Cristiano Ronaldo Bồ Đào Nha với 122 bàn. Viện Di trú Mexico thông báo trong quý 1 năm 2023, nhà chức trách Mexico đã giải cứu hơn 34.000 trẻ em và trẻ vị thành niên nước ngoài không có giấy tờ tùy thân trong thời gian quá cảnh tại nước này để tìm đường di cư bất hợp pháp sang Mỹ. Theo Prensa Latina, số trẻ nói trên hiện đang được bảo vệ tại các trung tâm chăm sóc trẻ em tại Mexico. Trong khi lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, liệu các em cũng như gia đình có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không? Viện Di trú Mexico cho biết trong số 34.489 trẻ em được giải cứu, có 2.429 trẻ đi một mình. Số còn lại đi cùng bố mẹ hoặc người thân. Số trẻ đến từ Guatemala nhiều nhất, 2.878 trẻ, sau đó đến Honduras, 2.368 trẻ và El Salvador, 557 trẻ.